người ta ra đây người ta câu cá. Đây công viên cây xanh người ta trồng rất là đẹp anh chị các bạn, hình con rồng nè, những cây xanh ta uống thành hình con rồng rất là đẹp. Ai có nhà gần cái khu bờ kè này là chiều ra đây chơi là mát mẻ lắm, nhìn cảnh vật sông nước này nọ, thuyền bè rồi, những cầu gạch miễu rồi, rất là lý tưởng anh chị các bạn.
sẽ chạy từ đầu cuối cái đầu tới cái đuôi luôn nha anh chị các bạn, từ đầu đoạn đường này tới cuối đoạn đường kia nha anh chị các bạn. Nãy mình đang quay gian dở thì đang quay ở đây khúc này là các anh chị các bạn, trời mưa cho anh chị các bạn xem. Chiều đem cần câu ra đây ngồi rồi câu cá là rất là lý tưởng luôn. Đây là từ cái phía dưới chân cầu mình quay trên lên cái cầu Bình Miễu các anh chị các bạn. Giờ mình quay về nha khách chị các bạn.
cái đoạn đường Bến Phà ngày xưa nè các anh các bạn. Ngày xưa là Bến Phà ở đây, Phà Gạch Miễu á. Ở đây lúc mà chưa làm cầu, khu vực này rất là rộn, nhộn nhịp luôn các anh chị các bạn. Giờ này giờ cao điểm, xe đông quá. Con chưa? Ra rồi, 300 ngàn một ký. Còn cá nhỏ gì nữa.